lên đường Phan Liêm xem tranh vẽ đường phố. Bye. Rồi thôi, nằm rồi, bảo hiểm vô. Như ý mới vừa xử cái anh không? Tự nấu răng luôn. Có hai cái răng không? Đào à? Được thì phát răng luôn. Mà ngày nào con cũng giật vậy hết trơn á, mà nó không có gì ra có bây giờ. Thế bây giờ đi công chuyện với chị ra. Nè nè, có hai cái răng cũng tự nhổ mà nó kéo bên nhau luôn nè, để mình cho kỹ nè. Trời ơi, đào quá. Nhìn thấy đào quá, đào dùm. Mời cô chú anh chị theo cho mấy nhí đi Sài Gòn Phan Liêm quận 1 tham quan đường phố ha. Ok. Không biết nhảy mà chỉ xem thôi. Chưa, nãy giờ mẹ có bấm máy chưa? Rồi rồi. Bấm quá rồi đặt ra. Bữa nay mang không có mang gì theo vợ mẹ. Mang cái máy quay với con thôi. Sao không có mang theo tiền không hả? Vì bạn mất tiền. Nó vừa bị không thể lần không. Nhổ ra răng xong ba mẹ, mẹ có biết cái gì không? Mấy năm trước hả, là hả một cuộc đời rất là âm ỉ đối với ba. Trời ơi, đau răng quá thì đau luôn, răng răng luôn á ba nè. Cái sau khi á mà ba đi khám nhà sĩ không còn đau khổ hơn nữa, người ta nói là 4 tiếng, sau 4 tiếng mới được ăn. Thì đúng rồi, bác sĩ nhỏ luôn mấy cây. Thank you.
sân Giáo Khoa á. Bây giờ 540 á. Ủa 540 luôn hả? À, tầm khoảng đó ha. Thời nào là sách âm gian mà quá trời sách. Thôi để tụi tao lấy nha. Để về coi là đòi. Thank you.
quá. Thì tại vì thiệt sự cái nơi khi con đi học chúng ta chiều chưa một bệnh gì mà cậu nói giờ nó ái nái thì đây bữa sáng đón về xong mình nghĩ xong chị